Dự báo thời tiết đêm 14 và ngày 15 tháng 8 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.